chết quá. Sao không lọc lốt cái này? Lọc hết cái tầm lần đây thì nó không đẹp cái chân. Được, lọc đi chị. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Sáng Thiên Su. Chỗ tôi thì đã bắt đầu vào đông rồi và rất là lạnh. Mà lạnh thì ai cũng thích ăn nướng rồi. Tôi cũng vậy, tôi cũng rất là thích ăn nướng. Cho nên hôm nay tôi đã quyết định sử dụng chiếc xe Z300 của tôi để nướng cái móng giò heo này. Thì như các bạn vừa thấy thì tôi đã đi lấy cái móng giò heo này vừa mới về xong. Đấy, bây giờ tôi sẽ ốp vào cái bô của tôi và nướng luôn để xem là hương vị khi nướng móng giò heo ở trên bô xe máy nó sẽ như thế nào nhá. Cái móng giò heo này khá là to, anh không biết là nướng bao giờ mới chín đây. Thì để nướng được cái móng giò heo này thì phải tháo cái bô này ra các bạn ạ. Tháo cái ốp bô này ra. Căn bản là bây giờ cũng vào lạnh rồi, tôi lâu lắm rồi tôi không đi xe rồi các bạn ạ. Xe để ở nhà bụi nó bám xót quá. Khá là lâu rồi mình không đi tới xe, chắc phải một tháng rồi đấy. Sau khi đã tháo xong thì tôi sẽ ốp miếng thịt vào trong cái bô này nhá. Nguyên một cái tảng thịt to luôn. Cả một cái móng giò heo luôn ấy. Trước khi ốp vào thì mình phải vệ sinh sạch sẽ cái ống bô đi. Sau đó sẽ quấn cái giấy bạc lên này. Đấy. Lau sạch nó đi. Bây giờ tôi sẽ quấn cái giấy bạc lên cái bô này trước nhá. Mình quấn lên để tránh cái miếng thịt nó bị bẩn thôi. Ăn cái gì cũng thế, làm cái gì cũng thế, cứ vệ sinh an toàn thực phẩm là trên hết các bạn ạ. Đấy, đây là chiếc móng giò heo. Đi mua móng giò heo còn xin được cả mấy cái đôi găng tay này. Nói thật với các bạn, chiếc móng giò heo này nó quá là lớn luôn. Không biết làm nào để nướng cho nó chín bây giờ ấy. À, cho các bạn xem. Đấy, ui. Nó khổng lồ như này thì nướng không biết tới bao giờ nó mới chín. Đầy một bàn tay thôi luôn. Ui, rất là nhiều thịt nữa. Hay là mình chỉ nướng cái phần này thôi nhỉ? Ừ, tôi nghĩ là chỉ nướng cái phần thịt đấy thôi các bạn ạ. Còn phần bên dưới thì thôi nhá. Đấy, tôi sẽ nướng cái phần trên này. Bây giờ tôi sẽ lấy dao tôi cắt ra chỉ nướng cái phần này thôi nhá. Không thì nó to quá ấy mọi người ạ. Cái phần này toàn da rồi mà nướng cái là chín à. Nhưng mà không biết có đút được vừa cái ống bô này không. À vừa đấy, tôi nghĩ là vừa. Giờ tôi sẽ nhét thử vào nhá các bạn nhá. Thôi cắt cái phần chân này đi thôi. Đây cắt cái phần này đi. Căn bản cái phần này là nó là cục xương mà mình nướng thì cũng chả chín được. Rồi bây giờ tôi sẽ nhét vào bên trong ống bô của tôi nhá. Đấy, tôi sẽ nhét nguyên cả cái cục này vào bên trong luôn này. Nguyên một cái đùi luôn, rất là to luôn nhá. Đây, mình nhét như này luôn. Đấy, cho mọi người xem gần luôn nhá. Đấy. Ok chưa? Đấy. Bước tiếp theo đó chính là quấn cái giấy bạc này và phủ kín lên. Thì phải quấn giấy bạc phủ kín lên nó mới chín được. Chứ nếu mà không quấn giấy bạc phủ lên là không chín được đâu. Cái miếng thịt này nó rất là to luôn. Tôi còn sợ phải từ đợi tới tối nó mới chín mất. Nói chung là mình quấn càng chặt, càng kín thì nó càng nhanh chín. Sau khi bó thành một cục xong thì tôi sẽ quấn chặt bằng dây đồng nhé. Mình dùng dây đồng cho nó sạch. Đấy, dùng dây đồng quấn cho nó sạch. Tôi sợ quấn chặt quá nó làm đứt hết cái giấy bạc của tôi nữa cơ. Thôi mình quấn nhẹ nhàng thôi. Vậy là xong nhá các bạn nhá. Đã bó xong cái chân giò ốp vào bô rồi. Bây giờ thì lổ máy lên và chờ chân giò chín rồi. Yếu rồi các bạn ơi, điện yếu rồi các bạn ạ, tức thế mọi người ơi. Ôi,
bố ai biết xong xuôi hết rồi, chỉ chờ lướng thôi mà cuối cùng xe nó không nổ máy được. Cay thật. Căn bản là tôi để xe khá là lâu rồi, kiểu dạo này lạnh rồi tôi không đi đến, thế là bây giờ nó yếu điện, nó không nổ máy được. Thôi, tôi nghĩ ra một cái kiểu lướng khác rồi mọi người ạ. Không lướng kiểu này nữa, mà lướng kiểu khác. Lướng kiểu khác thì nó nhanh hơn, còn lướng Oppo này thì nó khá là lâu, nhưng bây giờ thì xe nó đang bị yếu điện, nó không nổ được lên máy, cho nên là tôi sẽ đem đi lướng cái khác nhá. Còn về cái lướng Oppo này thì để clip sau tôi sẽ bù cho các bạn. Giờ lại phải tháo ra. Mình quấn xong xuôi đầy đủ hết rồi, chỉ việc chờ lướng thôi mà cuối cùng bây giờ lại phải tháo ra. Buồn thật. Clip hôm nay thất bại rồi. Quá là thất bại rồi mọi người. Thôi, tháo ra thôi. Lướng bằng bô xe máy không được thì mình chuyển sang úp chậu, vừa đơn giản mà lại nhanh mọi người ạ. Úp chậu thì nó rất là đơn giản rồi, mình chỉ việc cắm một cái que xuống, sau đó là treo cái chân giò này lên và úp một cái chậu lên rồi lướng ở xung quanh cái chậu đấy, thế là xong thôi. Nó đơn giản hơn là lướng bằng bô xe máy rất là nhiều. Nhưng mà tôi thấy lướng bằng bô xe máy nó vẫn độc lạ hơn ấy. Kiểu nó lạ hơn, ăn nó cảm giác nó khác hơn rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay xe máy thì nó lại có vấn đề rồi, cho nên là thôi các bạn thông cảm cho tôi nhá. Coi như là clip ngày hôm nay lướng chân giò bằng bô xe máy thất bại rồi nhá. Đấy, thì tôi đã buộc cái chân giò xong. Bây giờ là treo lên và lướng rồi nhá các bạn nhá. Đấy, treo chân giò lên như này. Và mình bắt đầu lướng. Thì để cho chân giò nó tránh bị mất nước thì tôi sẽ để một bát nước ở bên trong chân giò này, lót qua một lớp giấy bạc, không thì sợ là nó bụi nó bẩn cái chân giò của tôi ấy. Cho nên là mình cứ phải làm an toàn. Đấy, ngon là trên hết mọi người ạ. Cái gì thế, tiêu chí ngon, sạch, bổ, rẻ. Ok rồi đấy, tôi thấy là đúng vào giữa rồi đấy. Khả năng cái chân giò là mình phải ke để cho nó đúng ở giữa mọi người. Hơi lạnh. Để thế này là cân này. Rồi, xong. Rồi, cái chân giò nó ở giữa cái thùng này rồi. Bây giờ thì mình chỉ việc đắp lại thôi. Đặt một hòn gạch lên như này để giữ cho nó chắc. Đặt hẳn hai hòn đi. Đấy, giữ cho nó chắc để tránh nó bụi vào. Giờ chỉ việc chất củi xung quanh và lướng thôi các bạn ơi. Đấy. Nói chung là lướng cái chân giò này thì nó dễ thôi, nó nhanh thôi. Căn bản là lướng bằng cái kiểu này nó nhanh này. Lướng mình lướng úp chậu thì nó rất là nhanh, mình chỉ việc chất củi xong để đấy thôi. Chứ không lâu như lướng bô xe. Lướng bô xe tôi lướng lâu lắm. Rồi bây giờ nổi lửa lên thôi. Nổi lửa lên nào. Giờ chỉ gọi là chờ để cái chân giò nó chín thôi. Nói chung là lửa to như này thì nó chín rất là nhanh. Nhưng mà tôi còn đang sợ là nó bị cháy nữa cơ. Thì trong lúc chờ đợi móng giò chín thì bây giờ tôi sẽ đi lổ máy xe nhá. Đi khởi động xe, kiểu xe lâu hết điện thì bây giờ phải đi mồi để lạp lại điện. Chạy vài vòng để lạp lại điện nhá. Đang gọi cho anh Côn các bạn ơi. Lô. Gì đây? Đang đâu đấy anh? Cái gì? Đang ở đâu đấy? Đang ở nhà. Ở nhà? Thế mặc áo ấm vào, đội mũ ấm vào, phi xe ra đây nhá. Ok. Anh em mình đi đua. Trêu anh Côn thế. Anh Côn ra rồi kìa các bạn này.
ấm chưa? Ấm đấy, uy nhìn, các bạn nhìn anh côn này. Tay dày thế mà, đúng chưa? Đúng rồi. Nhưng mà điên là làm anh gì em mình ra đua xe nhau, đua không? Ngáo. Anh mà đua thắng em cho anh 1 triệu. Mày xe mày ấy hơn xe anh có 135, xe mày 155 đua làm sao được? Nói thế chứ xe em hết điện. Bây giờ gọi anh ra để đẩy xe em để em lổ máy. Ok. Thế xe chắc là phải đẩy 1 tí em bỏ côn. Sau khoảng 30 phút, hơn 30 phút thì lửa cũng cháy hết rồi các bạn ạ. Thì bây giò thử bỏ ra nhá. Tôi sợ là cái chân giò của tôi còn bị cháy cơ. Nghi lắm. Căn bản là mình lúc mà mình đốt lửa lẽ ra là mình chỉ lên để lửa nhỏ thôi. Nhưng mà đằng này tôi lại đốt lửa rất rất là to. Bây giờ sẽ bỏ ra nữa. Cái khoảnh khắc này không biết là thế nào đây. Liệu chân giò nó vừa chín tới hay là bị cháy rồi. Ui ôi, cháy rồi các bạn ơi. Chân giò của tôi bị cháy rồi. Ê. Ui ôi. Tí thế, cháy hết thịt này, than đen xì rồi. Ui ôi. Ăn thử xem nào. Thịt ướp ngon nay mà bị cháy này. Phí thật. Căn bản là tôi để hơi lâu. Thôi bỏ ra, bỏ ra. Cái mặt da thì các bạn nhìn này. Đấy, cho các bạn nghe. Nhưng mà mỗi tội cái mặt này này, thịt nó bị cháy hết. Rồi bây giờ bắt đầu đem vào ăn thôi. Ngồi đây ăn luôn mọi người ạ. Ngồi cạnh đống lửa nó đang ấm. Nhưng mà cái chân giò của tôi bị cháy hết rồi thì khả năng không còn gì để ăn. À còn nhiều thịt. Đây cho các bạn xem. Còn rất là nhiều thịt. Và nó rất là nhiều mỡ nhá. Bây giờ phải cạo cái phần bị cháy đi trước vậy. Da nó vẫn dai lắm mọi người ạ. Mặc dù là bị cháy rồi nhưng mà da nó vẫn rất là dai. Đấy. À. Nóng quá mọi người ơi. Thôi để tôi vào lấy cái con dao để tôi cạo nó đi nhá các bạn nhá. Lấy cái kéo. Rồi xong rồi đấy các bạn ơi. Đấy vậy là cái phần cháy tôi đã cắt hết đi rồi. Đấy. Cho các bạn chiêm ngưỡng nhá miếng thịt của tôi nhá. Đây. Đây, đây chính là miếng thịt của tôi. Vào gần một tí này. Đấy. Đây là một miếng chân giò. Sau khi nướng thì nó chỉ quắt lại. To hơn bàn tay của tôi một chút. Đây cái bàn tay của tôi đây. Đấy. Thì nó bị quắt lại chỉ còn cưng đây thôi. Bình thường nó dài phải lên tận trên này này. Đấy nhưng mà bây giờ nướng xong thì nó đã quắt lại như này rồi. Rồi nếm thử nhá. À phải để phần anh em trong tem nữa. Bây giờ tôi cắt một phần để phần cho anh em trong tem. Ui ôi lắm thế. Ui. Rồi, cái cục thịt này sẽ là để phần cho tất cả các anh em ở trong tem. Còn tôi sẽ ăn cái cục này nhá. Nhưng mà cho anh em trong tem thì không phải cho đơn giản như bình thường đâu các bạn ạ. Cục này cất đi nhá. Bây giờ sẽ là thời khắc tôi thưởng thức cái chân giò này. Đấy, để phần anh em một lửa cái rồi. Còn một lửa này tôi chén hết. Lâu lắm rồi không ăn đồ nướng các bạn ơi. Mời các bạn cùng ăn với tôi nhá. Đấy, mời các bạn thôi, gọi là mình có thủ tục thôi chứ thực ra các bạn cũng đâu ăn được cùng với tôi đâu. Thôi rất là thèm rồi, ăn luôn nhá. Tôi ướp gia vị đầy đủ rồi cho nên là không cần phải cái đồ gì chấm nữa. Ừ.
lóng hổi luôn. Ăn lóng trong mồm. Các bạn nhìn khói vẫn còn bốc là các bạn biết rồi đấy. Thịt ngọt, ngon. Da giòn. Tuyệt vời luôn. Chưa bao giờ mà mình ăn cái miếng chân giò nó ngon như này luôn ấy. Ngon đấy nhỉ. Không biết mình ướp kiểu gì mà ngon thế. Thôi ăn luôn nhá. Tôi ăn là các bạn nghe là các bạn biết là da nó giòn rồi đấy. Đương nhiên là có những cái phần là nó chưa giòn, nhưng mà có những phần là nó giòn rồi. Đó. Như các bạn nhìn là các bạn đã biết ngay cái phần da chỗ này là giòn này, phần trên này là không giòn này. Nhưng mà phần trên này nó rất là ngon, ăn nó cắn một cái là nó đứt luôn, nó không kiểu dai nữa. Không có nhiều, ăn xong cần đi cho ăn mấy anh em. Hôm nay có ai ở nhà thì cho ăn cái đấy, còn ai mà không ở nhà thì không cho ăn nữa. Giòn. Ăn miếng da giòn đấy. Thịt này các bạn này. Vị vừa, ngon. Chẳng qua là tôi nướng hơi quá lửa, để nó hơi lâu, thành ra nó hơi cháy một tí. Nhưng mà các bạn nhìn như này thì quá là tuyệt vời rồi, còn gì đúng không? Bây giờ tôi ăn cái phần da giòn này cho các bạn nghe nhá. Giòn tan luôn. Thì chỉ được cái phần này giòn thôi, còn phần trên này thì nó vẫn chưa giòn mà. Nhưng mà không sao cả, ăn được. Ngon, ngọt. Thịt chân giò thì nó rất là ngọt rồi. Không ai chê cái thịt chân giò nhạt cả các bạn ạ. Cái thịt chân giò là vốn dĩ là nó nhiều cơ cho nên ăn nó ngọt sẵn rồi. Mình ướp gia vị vừa phải, đậm vị cái là ăn là sướng ngay. Ăn lửa cái chân giò xong vẫn thòm thèm mọi người ạ. Thì bây giờ tôi sẽ đem cái miếng chân giò kia và đi cho ăn Vinh rồi cho ăn anh Côn nhá. Các bạn muốn biết là tôi cho ăn như nào không? Cùng chờ đón xem. Màn cho ăn thì nó như thế này đây các bạn ơi. Rất là đơn giản. Thì tôi sẽ rạch một đường, chỉ một miếng nhỏ đây thôi này. Đây, ở đây của nó có một cái cục thịt nó thò ra này. Tí kiểu gì Vinh tiền lẻ nó cũng ăn cái cục thịt này trước. Thì tôi sẽ rạch một đường ra và khoét một cái lỗ. Sau đó thì tôi sẽ cho wasabi vào. Đấy. Siêu cay luôn, cay tới tận lão. Cho Vinh tiền lẻ ăn một miếng đấy trước. Đấy. Để cho ăn Vinh tiền lẻ. Xong cho Vinh tiền lẻ thưởng thức cái món chân giò tôi nướng sau. Giờ thì cho wasabi vào trong cái miếng thịt này trước. Gọi là mù tạt đấy. Nói đơn giản là mù tạt. Người xem này, tôi cho mù tạt vào bên trong. Ui, hơi nhiều thì phải các bạn ạ. Hơi nhiều, bây giờ phải đóng nó lại. Dí nó xuống, dí nó xuống. Bịt nó lại. Vậy là xong mọi người ơi, đấy. Cái miếng thịt nhá, thì nhìn bình thường thì không có gì cả. Đấy, chốc lát nữa Vinh Tiền Lẻ nó cầm lên có cái một cái cục thịt nó lủng lẳng như này này. Kiểu gì Vinh Tiền Lẻ nó cũng ăn cái cục thịt này đầu tiên. Tôi đoán chắc chắn là như thế luôn. Bây giờ sẽ gọi Vinh Tiền Lẻ ra để cho Vinh Tiền Lẻ thưởng thức chân giò nướng của tôi nhé. Không biết Vinh Tiền Lẻ có nghe không nữa.
có chuông rồi. Vinh thì lẽ không nghe các bạn ạ. Vinh nó không thèm nghe rồi. Để gọi lại lần nữa xem nào. Không gọi được thì chắc là phải đổi đối tượng khác để cho ăn thôi. Vinh ơi. Ra anh ăn chân giò là quay em ơi, ra ăn chân giò lướng nhanh lên. Ok. Nhanh luôn nhá. Luôn luôn và ngay, nhanh lên. Xong chưa? Xong rồi, không nguội rồi, lại cho em xem đây, anh chụp ảnh cho em xem, nhanh không nguội. Phần còn một miếng phần mỗi em rồi đấy. Ok, ok. Nhá. Nhá, nhá. Vinh thì lẻ nó bảo đừng trôn nhớ các bạn ạ. Vinh thì lẻ nó tồ tà sẵn rồi, nó ra nó thấy đồ ăn là nó khoái, nó sướng, nó không để ý đâu. À tiếng xe Vinh thì lẻ đây rồi các bạn ơi. Vinh ơi ngọt thế. Vinh em ơi, hút hỏng cổng anh. Dừng xe đấy thôi, không phải phi vào thì dừng đấy luôn. Phi luôn vào thì... Ngồi đây, nhanh nhanh, ngồi đây, ngồi đây. Để xe ngoài nhiều kém mượn mất đó. Vinh sao ngon thế. Ui, tính phần cả em miếng này à? Đây miếng này là của em cả. Đang ngủ thế nào để được ăn miếng giò heo mà quẩy còn thế này. Gặm luôn đi. Đó em ơi. Em ăn đi. Ừ, miếng này của em ăn hết. Cứ miếng này của em hết. Chỉ có mỗi một mình em cái miếng này thôi đấy. Ok, để ngồi không ăn nhá. Cái gì kêu ấy? Máy quay trong túi anh. Mời các anh cùng tôi nhá. Ui. Ờ. Làm sao đấy? Cho gì vậy? Có cho gì đâu? Ờ, cay hết. Cay đâu thằng? Đây anh ăn rồi thằng. Được chưa? Không cay tí nào. Ôi. Mình thấy nghi nghi cơ. Ôi, rồi bây giờ. Đây, mùi tạm sao hết cơ. Cắn vào mắt. Đây, ăn miếng này nó đỡ cay, ăn đi. Hết rồi. Anh chỉ có đúng một miếng thôi, hết cay chưa? Đấy, ngon chưa? Ủa. Gà anh cho ăn em có mỗi một miếng đấy thôi. Còn cái miếng này là của em cả. Mình đứng ngay mình thấy gọi gấp gấp mà kiểu là thế nào, ra bên ngoài mình có mỗi miếng. Thế nghi nghi rồi. Em ơi, một lửa cái đu chân giò rồi đấy. Vừa cắn vào mắt sọc lên mũi rõ thế ạ. Ê, à, đố em biết chân giò này anh làm kiểu gì đấy, anh nướng theo kiểu gì? Chịu em không biết được, nướng kiểu gì? Có không có gì chấm à? Em ơi, anh ướp hết, vừa vặn thế thì vừa chưa, ngon chưa? Anh sợ không ăn cay được, thế là anh đâu có ướp cay đâu. Nướng kiểu gì đấy? Anh dùng cái chân giò này để úp chậu em ạ. Úp chậu? Lúc đầu là thực ra lúc đầu là anh nướng, định nướng Oppo nhét cả chân giò này vào à. Xung quanh ống bô ấy, nhưng mà cuối cùng xe nó bị sự cố, nó hết bình nhưng mà không nổ được máy được. Thế là thôi lại đem ra úp chậm cho nhanh. Ngon rồi các bạn, càng làm ngon đấy. Hơi cháy, hơi cháy các bạn. Anh để hơi lâu, hơi khét tí này mà ăn vẫn ngon nhá mọi người. Tôi với ngàn tôi lúc mới đầu ra thì tôi cũng thấy nghi rồi các bạn, thế nên tôi có một cái miếng gì nó lòi lòi lên, thế nào cắn ngay vào miếng đấy bạn. Cái miếng thịt đấy thì nó là cái cục cơ mà nó chẳng loại lên. Biết rồi, thế em bảo đấy, mình bảo nghi nghi, thế mà cứ kệ cái gặm luôn. Gặm bát bà bát chưa kịp. Gặm bát nó kiểu nó, chứ mình chưa kịp nhai. Nó sọc lên mồm rồi. Chả là thế không. Cái này vì cái này nó, cái mù tạp ấy. Nó, mình cả mình không cắn lên hay là không ăn thì nó đã sọc lên mũi rồi các bạn. Chỉ cần gặm vào trong mồm thôi là nó sọc lên não luôn. Cái này thì ăn khá ngon các bạn nhá. Được, bây giờ anh Sáng đang lấy tương ớt với cả thái ra anh em tôi cùng ăn, thứ cùng ăn cùng cho tôi, cùng tôi thì vui hơn. Này em ăn đi. Gà anh ăn lửa già cái chân giò này rồi. Không phải thái ra anh em cùng ăn. À Vinh vẫn muốn chia sẻ cho tôi các bạn ạ. Nào thái ra đi. Anh em đây, thái ra đây. Nào thái ra cùng ăn. Đây. Này cắt đi, anh cầm đĩa rồi. Xéo ra nhá. Đây.
Đấy, ui, đấy, được chưa? Đấy, rồi, anh em mình cùng ăn. Nhưng mà miếng này toàn mỡ thôi. Mỡ ăn, anh ăn rồi, giờ là phần em thế này, đúng không? Rồi, và các bạn nhớ đấy, thì sáng vừa cho tôi thành công, vừa tôi vẫn chia sẻ cho sáng cùng các bạn. Đó, đấy, ngon không? Vẫn ngon đúng không? Ui, ngon thế. Chấm đường ớt ngon hơn các bạn ạ. Vừa đấy, tôi ăn không chấm đường ớt. Ngon lắm. Coi như là cho anh Vinh thì nẻ thành công rồi. Thì hôm nay là lướng lướng chân giò bằng ống bô thất bại, nhưng mà lại cho anh Vinh thì nẻ thành công. Không thể được mỗi cho là mỗi em được. Cho mỗi em thôi. Chứ không cho anh Côn. Ừ đúng rồi, tất cả cho anh Côn nó buồn cười. Anh Côn đi cỗ rồi, bác Ngọt có gọi được đâu. Nếu anh Côn về tôi mới. Lúc nào định gọi tất cả các anh em vào ăn nhưng mà không gọi được ai cả các bạn. Thế là tôi ăn một mình với cả cho anh Vinh thì nẻ. Đâu. Căn bản Vinh thì nẻ lúc nào nó cũng ở nhà. Cục này cục mỡ tôi không ăn nhá. Ăn đi. Ngấy lắm em ạ. Đừng quý đi cái này. Em ăn đi. Đi đây. Cái là mì á. Cứ ăn cả một cái đùn nạc rồi. Vậy ăn như chả thế nào rồi các bạn nhỉ. Này tôi ăn nốt miếng cho mình á. Tuyệt vời các bạn. Vinh nó chia sẻ cho thì lại ăn thôi chứ làm được. Bây giờ Vinh chia cho lại bảo là thôi em ăn hết đi. Anh không ăn đâu. Đúng. Một người ăn một người nhìn thì nó lại không hay. Ngày hôm nay thì mặc dù là lướng chân giò bằng ống bô thất bại nhưng mà lại cho ăn được Vinh thì lẻ thành công. Coi như là clip vẫn là thành công rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip nhá. Chân giò ngày hôm nay rất là ngon. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo. Tạm biệt. Bye bye.